tâm thành tái đảo văn cung thịnh mời Phật thanh lai đáo đàn duyên thiên tiên cung thịnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên tạc phong chi thăng nghi sẽ làm ngự về lương xạ nhiệt pháp dưới mong muốn chư Phật hải hội tất sao văn tùy sư kết tượng vân thành nghi phương ân chư Phật hiện toàn thân nam mô hương vân cai bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cai bồ tát ma ha tát đề nghị địa tiên cung thịnh mời thanh mẫu đề nghị địa tiên giới định chân hương phân khởi xung tiên tượng đệ tử tiền thành nhiệt tại kim lô phong khoảnh khắc nhân luân tức biên mãn thập phương tích nhật giá du miệng làm tiêu tai chương nam mô hương cung giang bồ tát ma tát nam mô hương cung giang bồ tát ma đoàn thanh xa hồi cung thanh mẫu đệ tam cung thịnh mời thanh mẫu đệ tam xích lân long nữ ngự đền thủy cung chiến nan hải ngạn lô nhiệt minh ngương gia du tử mẫu lượng phụ hương hỏa nội đắc thanh lương chi tâm kim cương nhất chu biến thập phương nam mô hương cung giang bồ tát ma tát nam mô hương cung giang bồ tát ma tát nam mô hương cung giang bồ tát ma tát sơn thanh xa có lệnh truyền ra đức thánh ngốc có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cũng là sư sinh lão vạn nam thành giặc ngô phinh nghi lão vạn mi nam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành nghi mọi nơi quốc sử ký Việt Nam chân thị lịch đế vương tê thế chỉ mình
diệu quang minh chín từ trung nga tích tích tăng cung giang kim phong hoàng lần cận thành xưa thiên trung vương ta đang tân gia ân từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim đỉnh lễ dòng nhàn và chiêu thiên tô văn sứ dâng lên tương lai văn sứ dâng lên quan về thủy đôi phê biên rõ ràng phi cho nhị tự tràng sinh chư phụ chư quý khang ninh thọ trường độ cho dũng mạnh đôi đường khi độ Việt Nhật chiều ban bể cực hoàng thần nội san bình chính ngoài cầu đồng binh bà lá xanh chốn thiên thành thương gia khẩn ni vai mi lòng nga giờ lại ai lòng dân đi chiêm bao phút thấy màu màu thần xa xa đôi vị thần nhân na đi mơ màng một đỉnh ni dâng lên
Thank you.
Chúa các nhật thường thờ thì lần thấy cả thánh trì tiền tiền của những con thần cao quả của thầy sư dương thế số vợ thiên đình các tóc làm tôn nữ từ làm con xin thay nhất tâm tượng vạn tâm thành từ mình thánh giá các sáng dân đồng chỉnh cô lại bái cô về cô chứng tâm công đức tổng đền nhà hội thầy pháp sư đồng đàn tiếng hát thầy quỳnh tề quế các ghế bốn phủ các xa các chủ những con quân hùng họ đặt phóng những ghế cồn xa qua nặng khỏi tập bệnh tiêu trừ bản bệnh bình an thân chung các tướng xa lạ hưng long lộc tài cùng tiến ơn nhờ của cô dạ a di đà phật sanh muốn lại cô này vì phù ta về đây chứng đẳng vì họ nguyện nhất tâm được phạt tâm thành ha ta chấp lời kêu tiếng tấu của pháp sư ha ban khen gửi cho những tay quỳnh tay quế ta ban khen cho cung đàn tiếng hát ta ban khen cho đồng quan linh ánh đồng quan linh thánh đồng anh lính trị phường bách gia trăm họ nhà nào lộc đấy ha. Chim bao phút thấy mộng thần sao xa đôi vị thân nhân lý mơ màng tan chấp quê phòng lá chợt tỉnh giấc quê á phòng lan đi chợt tình đột nhang chập một đỉnh nghi dâng lên lâm lâm dầm lâm dầm bút bút ẩm ẩm có in ý lâm dâm bút ngọc còn in đồng đào hé lở đôi tiên ninh sật hình khẩn cầu khẩn cầu cho bỏ công sinh xuân qua hạ tới thu sang ấy thì ra ngồi cửa suốt mà nhắc trong già cửa suốt tò mò nhìn thoi cô bé ta lá cờ vua ba thì ra ngồi lập trình hướng đông chính hướng đông tăng cậu cửa xuất dân dòng tốt tươi thanh xa hồi tam vị chúa mường dân văn tam vị chúa mường thỉnh chúa đệ nhất tây thiên nước Việt Nam có ngàn đông độ cõi bắc có chúa tây thiên giỏi truyền tại thấy một người khi khai khôn ngoan
phó cho phục sự khói nhang.
gậy son, chúa dựng phía sau là chầu với một long 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 long
làm sao. Một người con gái thôi
tôi ra mạnh gặp được thầy góc thiên sinh một đời làm phúc thiếu sinh. Gọi nhau, bước ai sang tỏ biết nó chơi một màu sắc.
xuất sắc tốt tươi như dương già trên ngàn xanh lóc cỏ nhiều hoa đi à. Diệt lũ ta kính Chúa sai vạn bình hùng mừng ấy.
ra hồi cung năm hương năm phương rõ ràng năm hương năm phương ngũ phương bàn cày tiên Chúa hành liệt vì chất tay phải đi thỉnh thanh mời thầy thank you.
phẩm lộc cho nhiều hơn năm ngoái cả năm xưa. Đồng con nhang cõi tung thờ, 30 mùng 1 30 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Gió giật ấy xong bồn.
muốn nói ta quỳ kiếp
chiếu tư trung a tích tích tam cung và kim phục hoàng lân cận thành chúa thiên trung vương văn sứ dâng lên thương lai văn sứ dâng lên quan về thủ đôi phê biệt rõ ràng phê cho nhị tự tràng sinh nhị tự tràng sinh phê cho nhị tự tràng sinh cửa nhà phu quý thank you.
lạc giác vân vân cổ, làm mưa làm gió sắp cổ dậy ba. Hợp bản lo hoan, hợp bản loan định thật đề ca tùng, chén rượu đào trước quan chú quan anh. Bên lầu gió bắt trăng thanh, đàn nhà sáo thổi réo quanh trước bàn kề. Năm binh binh dân, năm binh binh
dân ngày mùng 10 tháng 8 Thái hậu bà đàn giả tôn quan các bách có hoan vào tấu cứu trùng chờ phi lòng bút sắc phong nghi thái hòa tạm rời hiện hành chính xác lương
càn khôn lặng lặng quan trong tay khâm thừa đế lệnh sư lây quyền hành sinh sát chức dày tiên cô. Chú thủy cung văn sứ dâng lên thương lại văn sứ dâng lên quan vị thủy đôi phê biên rõ ràng phê cho nhị tự trà sinh chư phu chư quý khang ninh tỏ trường độ cho dũng mạnh đôi đường
chiêng vang trong rộng bình hỏa tốc như hỏa tốc mi như trước sân dòng ông lớn đồng để cần truyền tương sinh quân hồ thần khanh võ thao lược hùng binh quan cổ
đặng cho tới lành răng oai quan tam phủ dày vang lấy lầm. Lại lang đổi vầng hồng soi dạng lạc minh minh ngài có vua thủy quốc đông đinh để tam thái tử sáng sinh ngôi đền rồng. Thank you.
nhân này thanh hạ yến mở trường sinh mở yến trường sinh bày ban ban khắp hết quy định sân đàn quê kiêu thiểu nhạc vũ